Thảo Nguyễn xin trân trọng kính chào quý vị đang đón theo dõi chương trình Phóng sự cộng đồng trên hệ thống đài truyền hình Nation World Media. Và kính thưa quý vị, hiện tại là 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, chúng tôi đang có mặt tại hội trường nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô, thành phố Galango, miền Nam California, để xin được phép gửi đến quý vị chương trình rước kiệu mẹ Fatima đi một vòng nhà thờ nhân dịp tháng mẹ manh coi. Và kính thưa quý vị, nghi thức ngày hôm nay chúng tôi thấy khá đông quý cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa Chúa Kitô, các cháu thiếu nhi trong ca đoàn và kính thưa quý vị, rất là đông các giáo dân của cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa Chúa Kitô và những giáo dân vùng phụ cận cũng tụ họp về đây cùng một tấm lòng rước kiệu mẹ Fatima nhân dịp tháng mẹ mừng coi. Và kính thưa quý vị, nghi thức rước kiệu mẹ Fatima đi một vòng khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô diễn biến như thế nào? Thảo Nguyễn xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh nghi thức rước kiệu mẹ. Xin trân trọng kính mời. Chúa.
mời đồng đoàn chúng ta cho Đức Maria Mẹ Fatima một tràng pháo tay thật lớn. Thank you.
Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước mặt người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì tỏ mặt u sầu và buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều tài sản. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng người rằng: Phần chúng con đã bỏ mọi sự và theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bơ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Đó là lời.